Viết 2, 3. Đúng rồi, là 2, 3. Con bé nào mà la làng nó bớt đi con nha, cái giọng con xinh xét quá. Ừ. Ủa anh bắt khách làm vậy rồi anh có tặng thêm cho khách cái gì không? Bắt làm dữ vậy? Có lát tặng thêm gì nè, voucher đồ này nọ đi em. Có không em? Vion đồ xuống tôi tặng quà đi em ơi, chứ đâu mà sao mà đơn giản mà này nọ được. Khán giả đây ai cũng dễ thương hết trơn trời ha. Còn quà em ơi, em đừng có gật đầu trừ như vậy. Em còn quà cáp gì Vion tặng bà con ở đây không? Dạ, chị biên kịch ơi, cứu em, chị biên kịch ơi. Biên kịch ơi, còn quà cáp gì em ơi, đến đây không quà thì phải cáp cho em. Cậu vô luôn rồi hả? Trời đất ơi, một tràng tay cho Trịnh Thảo và Lê Hải. Vâng, và ngày hôm nay rất đặc biệt, Lê Hải xuống đây cũng là sinh nhật của Lê Hải luôn. Và bây giờ ca khúc chúc mừng sinh nhật, chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh nhật Lê Hải nha. Âm nè. Đây các bạn ơi, đèn led đó, mời Lê Hải lên thảo ra đây. Hey, ca sĩ đồ hát phù anh nha. Hey, ngày chưa hả? Đôi em hát phù anh. Ngày hôm nay ta cùng hợp bát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thổi tắt lên. Happy birthday, happy birthday to you. Hey, có bánh kem không em ơi? Có bánh kem, có bánh kem. Có bánh kem. Hãy lột mèo lên và bánh